Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tranh cãi về vấn đề nhập cư ở miền Tây Nam vẫn quyết liệt khi những người biểu tình tụ tập phản đối sự xuất hiện của những người nhập cư không giấy tờ mới, trong khi những người biểu tình khác lại ủng hộ quyền của người nhập cư. Tại Washington, Tổng thống Obama tuyên bố ông sẽ sử dụng quyền hành pháp để đối phó với điều mà ông nói là hệ thống nhập cư bất cập. Tại thành phố Indianapolis, cảnh sát tiếp tục tìm kiếm thủ phạm vụ nổ súng trong khu Broad Ripple vào ngày thứ Bảy. Vụ nổ súng mà cảnh sát cho rằng bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông, làm cho một người lâm vào tình trạng nguy kịch và 6 người khác bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Ước tính có khoảng 2.500 bệnh nhân xếp hàng dự phiên chợ bán cần sa ở trung tâm thành phố Los Angeles vào cuối tuần qua. Người trồng cần sa giới thiệu sản phẩm của mình có thể được bán vì lý do y học ở bang California. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.